Doji Tower, một công trình kiến trúc độc đáo tại thủ đô. Đây là tòa nhà hình viên kim cương lớn nhất và điểm xuyết nhiều đá quý nhất Việt Nam. Với thiết kế mặt đứng phức tạp, gồm nhiều hình khối độc lạ, việc triển khai thi công bằng phương pháp truyền thống sẽ kéo theo rất nhiều sai sót về thông số. Bởi vậy, công ty thiết kế của dự án đã ứng dụng BIM, mô hình thông tin công trình, là một trong những giải pháp được nhiều công ty xây dựng đang áp dụng. Bởi, công cụ này đã giúp giảm thiểu lỗi từ con người trong việc tạo ra các bản vẽ kiến trúc và triển khai kỹ thuật xây dựng tòa nhà. Từ đó, các chuyên gia thiết kế sẽ tạo ra các bản vẽ có độ chính xác cao, phức tạp và xây dựng mô hình tổng thể của tòa nhà. Các đơn vị thi công có cái nhìn trực quan và chi tiết từ đầu để tính toán được cụ thể từ vật liệu đến bố trí nhân công hợp lý khi thi công. Và công trình được đảm bảo tiến độ và chất lượng được nâng cao. Khi mà chúng ta đã chuyển đổi áp dụng BIM thì chúng ta đi kèm với cả chuyển đổi số. Chúng ta sẽ sử dụng công nghệ để chúng ta đưa ra các cái thông tin nó chính xác và đáng tin cậy. Và chúng ta sẽ giảm thiểu tất cả những cái liên quan đến các cái phần thời gian để xử lý các phần về thủ tục giấy tờ hoặc là những cái sai sót không đáng tin cậy. Hiện nay, mô hình thông tin công trình đã được ứng dụng ở rất nhiều dự án quan trọng như trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, trụ sở làm việc của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ, nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Có thể thấy, đối với ngành xây dựng, chuyển đổi số đồng nghĩa với việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số và các công cụ tương ứng để số hóa dữ liệu dự án và quy trình quản lý, đảm bảo sự liên kết thông tin giữa công trường và văn phòng, giữa công trường và kho cũng như giữa các bộ phận khác nhau. Sự ứng dụng này không chỉ giúp số hóa bản vẽ và dữ liệu thiết kế xây dựng, mà còn hỗ trợ các lĩnh vực khác của ngành xây dựng như mua bán bất động sản, vật liệu xây dựng nhằm cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác đến khách hàng. Tại Việt Nam, tháng 3 năm 2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký quyết định số 258 phê duyệt lộ trình áp dụng mô hình thông tin công trình BIM trong hoạt động xây dựng. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số nào cũng sẽ gặp không ít khó khăn. Để mà triển khai những cái dự án BIM thì nó đòi hỏi một cái sự đồng đều về cái sự trình độ hiểu biết cũng như là kinh nghiệm của những người thực hiện BIM. Tại vì tất cả đều phải tuân thủ một cái tiến trình đã được hệ thống hóa và trước đến giờ chúng ta vẫn đang quen làm theo cách thức làm việc cũ. Cái khó là ở đây không phải là áp dụng một cái phần mềm hay là một công nghệ có thể mà nó chuyển đổi cái phương thức làm việc mới. Đấy, và để chuyển đổi phương thức công việc đấy thì chúng ta phải được đào tạo. Việc triển khai áp dụng mô hình thông tin công trình đòi hỏi một khoản đầu tư ban đầu khá lớn để cập nhật phần mềm, mua các thiết bị, đào tạo nhân viên và nâng cao năng lực cho các bộ phận trong doanh nghiệp. Chi phí đầu tư ban đầu này có thể là một rào cản đối với các doanh nghiệp xây dựng vừa và nhỏ. Để gỡ vướng những cái khó khăn đấy, thứ nhất là nâng cao cái nguồn lực về chuyển đổi số trong ngành xây dựng bằng cách là đào tạo, tăng cường các cái công tác truyền thông và đào tạo. Cái thứ hai nữa là gì ạ? Về xóa bỏ cái khoảng cách về công nghệ thì bản thân những cái doanh nghiệp xây dựng cũng phải đi cố gắng đi tìm cho mình những cái phương của giải pháp thật là hiệu quả. Cái thứ ba là cái vấn đề là hỗ trợ tài chính, đặc biệt là cái mạ về cái kinh phí để cho cái công tác chuyển đổi số. Không chỉ có mô hình thông tin công trình, công cuộc số hóa ngành xây dựng cũng đang diễn ra rất sôi nổi. Điều này góp phần rút ngắn thời gian, tăng độ chính xác và giúp nâng cao chất lượng công trình nhà ở tại Việt Nam. Song quan trọng nhất vẫn là sự chung tay của các bên, từ doanh nghiệp đến nhà nước, cùng nhau phát triển, tạo môi trường cạnh tranh minh bạch. Có như vậy, ngành xây dựng nói chung, thị trường bất động sản nói riêng của nước ta sẽ ngày càng phát triển vững mạnh và bền vững.